chừng đạo ta. Người bận của tôi đâu? Có thật khách, có thật khách. Trời ơi, thật khách. Hay quá, chưa biết gì mà thấy hay rồi đó. Bây giờ nè, nó đưa ra câu hỏi nè, ai mắc mưa? Ai mắc mưa? Đây là nhóm người bí ẩn ở vòng thứ tư. Nhiệm vụ của quý vị ngồi đây là đi tìm thành viên trong nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp âm nhạc. Ta chính là thích khách nguy hiểm bậc nhất trong giới võ lâm đây. Ừ. Và trong giới võ lâm này, ta chỉ sợ duy nhất và xếp sau một người mà thôi. Ừ. Đó chính là thích trà sữa Trấn Thành. Giận gì? Nhưng không sao, ta đã sáng chế ra một tuyệt chiêu để đánh bại tên thích trà sữa Trấn Thành kia. Tuyệt chiêu gì? Đó chính là kết hợp giữa võ thuật và âm nhạc. Dao này ta hết thích trà sữa rồi, mà ta đã chuyển qua thích bạc tay. Cuối giờ chúng ta cùng gặp nhau nha. Cuối giờ tiếp chiêu, không ngã người đâu. Ok. Ta chính là thành viên của nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Ok. Ok. Góp ý một câu là gì? Sau này biết mình khó thuộc thì học ngắn lại. Số 2. Xin mời. Trời ơi, xinh quá. Em đây có vợ nên anh không bao giờ dám bỏ. Lại kết hợp với âm nhạc thì màn biểu diễn sẽ không bao giờ bị nhạt. Em chính là thành viên của nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Xin mời vị trí số 3. Ngứa quá. Thì có thể với anh Giang, đặc sản của Hàn Quốc là kim chi. Có thể với anh Thành, đặc sản của Hàn Quốc là Harry. Đối với tôi, đặc sản của Hàn Quốc là Taekwondo và âm nhạc. Tôi đã kết hợp hai bộ môn này lại và tôi chính là thành viên của nhóm võ thuật kết hợp với âm nhạc. Hay à. Hay. Điếc tai quá. Điếc tai quá. Để cua lại bộ bầu. Phải làm sao cho ngầu. Trong phim của Trấn Thành phải mất tới 1 tiếng rưỡi, nhưng mà ta chỉ cần 3 phút thôi. Với màn trình diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc, ta sẽ cua lại bộ bầu trong vòng một nốt nhạc. Ta chính là thành viên của nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Bên đây có vẻ chững chạc hơn. Chúng ta cùng chờ đợi. Giang ra. Chưa vô mà giang cái gì? Ngầu nhất thế giới người mẫu chính là Võ Hoàng Yến. Trời ơi, như vậy. Và khó nhất của giới nghệ sĩ đây chính là Võ Vũ Trường Giang. Trời ơi, cho tên tập ra luôn. Mà giỏi nhất của giới biểu diễn chính là Võ Nhạc. Và ta chính là thành viên của nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Trời ơi, tiếp theo. Trong bất kỳ lĩnh vực gì thì sự hòa hợp là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công. Cũng như Trấn Thành hòa hợp với Harry Won tạo ra bé Huỳnh Lưu Trấn Sĩ. Thầy, tôi hòa hợp với võ thuật và âm nhạc tạo nên một màn trình diễn đỉnh cao. Và tôi chính là thành viên của nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp âm nhạc. Xin cảm ơn anh. Có thể trên sàn diễn em không thể nào lộng lẫy như chị Hoàng Yến. Trên cái mâm này em giới thiệu không làm mọi người cười như điên. Anh Giang, chớ vội xỏ xiên. Em mà múa võ là biết liền tài năng. Em chính là thành viên trong nhóm biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Và hay. Dạ, vị trí cuối cùng. Yến ơi, Yến à. Hả? Anh nhà đường Nguyễn Thị Nhỏ, anh có thể múa võ cho em xem mỗi ngày, được không hả? Dạ, được quýnh à. Anh còn một căn hộ ở đường Bà Hạc, có thể múa nhạc cho em xem mỗi ngày. Anh chính là thành viên trong nhóm võ thuật kết hợp với âm nhạc. Cảm ơn mình. Đúng là đứng làm gì, tài rung quá trời rung. Mời hỏi. Số 8, em có cua nhỏ số 7 không mà em gung dữ vậy? Nãy trong sân khấu là bạn đấy có cua em chị ạ. Ồ, bạn 7 cua bạn 8, chứ không phải bạn 8 cua bạn 7. Số 7.
Cho anh hỏi, có chịu số 8 không? Trời đất ơi, trời, gia đình bây giờ không có quan tâm gì nữa hết trơn. Hỏi hôn nhân luôn rồi. À, còn thích bụi đâu, đừng có mơ tưởng nha. Rồi, số 8 nó mê chí tài. Dạ, dạ, dạ. Khó dạ. Là hả? Em học võ gì ạ? Dạ, em học võ taekwondo ạ. Bao nhiêu năm rồi em? Gần 16 năm. Rồi em có đi biểu diễn chưa? Dạ, em đã đi biểu diễn rất là nhiều nơi ạ. Thì em đã qua Hàn Quốc 2 lần rồi. Và đạt được giải 3 toàn cầu. Rồi hỏi số 1. Khi em đi biểu diễn taekwondo với là âm nhạc đó, em thường dùng loại nhạc gì? Những nhạc sôi động như là K-pop và dùng EDM để biểu diễn cho mọi người xem phải sinh động và sôi động hơn. Đai kế mặt cao nhất là màu gì? Đai kế mặt cao nhất là màu nâu ạ. Còn nhất là màu gì? Màu đen ạ. Còn đai kế chót? Đai kế chót là màu xanh ạ. Chót? Chót là màu trắng. Không có đai là màu gì? Không có đai là không biết võ. À, đúng rồi. Cứ vừa. Đứng đó đứng đây là nó quất trong cước rồi. Số 4. Thí dụ bây giờ anh mở bài áo mới Cà Mau em quýnh được không? Dạ được anh. Được luôn hả? Nếu như miss là. Số 2. Em thích nhạc gì? Dạ em thích nhạc K-pop ạ. Bây giờ ngoài cái nhạc K-pop ra, thí dụ anh mở nhạc bebop em nhảy được không? Dạ nếu như nó phù hợp với loại võ của em diễn thì có thể được ạ. Võ em là môn gì? Dạ taekwondo ạ. Số 7, cái khó khăn khi nữ đi theo cái này. Đối với em cái điều khó nhất đó là khi mà nhào lộn. Là khi mà nhào lộn thì lúc mà dừng lại là mình vẫn phải giữ được cái thế võ. Và mình vẫn vừa phải bắt cho khớp nhạc. À, số 3, nhóm có nhiều người em? Tập tại tuyển thì là 100 người. Nhưng mà khi mà đi diễn thì tụi em sẽ chọn ra người để đi. Thí dụ cái show đó mình diễn từ thiện chứ chia bánh mì em chịu không? Dạ được ạ, rồi vì... chúng em thì sinh hoạt chủ yếu là tập để thi tuyển ạ. Nên là khi mà chúng em nhận show của những từ thiện thì chúng em rất là sẵn sàng ạ. Ok. Tinh thần võ thuật, hoan nghênh. Bạn số 5, bây giờ là quánh là theo nhạc, nó đứt nhạc quýnh được không? Dạ được chưa ạ. Bây giờ đang quýnh giữa dần, nhạc nó nhảy, nhạc thì quýnh, quýnh sao? Nhạc nhảy thì mình nhảy theo nhạc thôi ạ. Em bên vũ đoàn nào? Dạ, vũ đoàn nhảy theo nhạc ạ. Chết. Cô trả lời không cần trả lời. Chú Sáu, cái lần biểu diễn vậy đó thì nó khoảng bao nhiêu phút? Dạ 2 phút. Sao mình không biểu diễn 10 phút? Mệt. Mệt. Tùy bài. Khi mà anh tập dưỡng sinh buổi sáng hàng ngàn, có gặp anh Chí Tài ở ngoài đó không? Nè, dạ. Tập trong chiêu phút thì biểu diễn. Dạ, xin lỗi. Dạ, dạ. Thôi, thôi, thôi. Bây giờ là gợi ý đến từ chương trình. Xin mời. Trời, chưa kịp coi gì hết trơn á, mọi người đẹp để mắt quá trời, không biết ai. Rất là khó, vì nhìn bên này là không nhìn được bên này. Sao chia ra mọi người nhìn bên. Hoàng Yến nhìn bên đây. Không, anh nhìn bên này cho. Rồi, Yến nhìn bên đây. Anh Tài nhìn bên đây. Rồi. Rồi, chúng ta đi tìm người bí ẩn. Cái gì vậy trời? Anh Chí Tài và Hoàng Yến chọn số 1. Chị Việt Hương và Trấn Thành chọn số 2. Trường Giang chọn số mấy? Số 2, biết sao? Tại gái đẹp. Không phải, cái môn này á là cần sáng láng, nhẹ nhàng, K-pop tí xíu. Nói gì chẳng lẽ số 1 không láng? Thôi đừng bàn nữa. Chọn cái môn này là phải vô nhịp, bắt nhịp đúng. Mà nãy giờ mấy số 1, số 7 bắt nhịp vô nhất. Kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Giờ là thời điểm để công bố kết quả. Đội nào chiến thắng? Em bước đều bước 1-2. Hai đội ở vòng này không ghi được điểm số, nhưng đội anh Chí Tài và Hoàng Yến chung cuộc vẫn thắng với tỷ số 3-2. Con cảm ơn ta. Ngồi xuống. Cái người mà thiệt á, chợt nhất, không để ý nhất, không tập trung nhất lại là người đó, thì tình tôi bất xúc quá trời. Chương trình lần này hay, công nhận. Xin mời bạn số 1. Dạ, thật ra thì em tên là Nguyễn Nhật Tân. Và hiện tại thì em là kinh doanh và cũng là diễn viên. Và em học boxing cũng là 3 năm rồi. Và động tác boxing em dần nhuyễn hơn là taekwondo. Thì em học boxing rất là lâu, như thế nãy. À, boxing.
bất kính người. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hảo. Em đã học taekwondo được 3 năm rồi, nhưng em không phải là người biểu diễn taekwondo trên nền nhạc ạ. Dạ, em tên thật là Vũ Minh Nhật. Em là sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng. Taekwondo thì em đã tập được 12 năm rồi, nhưng trời mà em không phải là người múa võ trên nền nhạc. À, em tên là Ngô Toàn. Em năm nay 32 tuổi, đang là giảng viên trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, bộ môn taekwondo. À, giảng viên taekwondo. Em tên là Hoàng Tường, 43 tuổi. Học võ từ năm 20 tuổi. Giảng viên của trường đại học luật và trường trung cấp Nguyễn Tất Thành. Wow. Đồng thời là võ sư taekwondo huyện đai đệ ngũ đẳng. Trời ơi. 22 năm. Wow. Mời bạn số 7. Đây là Trần Nhung ạ. Em không biết nhảy, em cũng không biết võ. Em chỉ có võ mồm để em nói chuyện với bạn bè thôi ạ. Yến à, ta xin lỗi nàng. Nhà anh không phải là ở đường Nguyễn Thị Nhỏ và anh không biết võ. Nhà anh ở chợ Kim Biên và anh là một diễn viên. Anh không phải là một võ sư. Xin lỗi em rất nhiều. Xin mời giới thiệu. Dạ, em tên là Hứa Văn Huy. Em là thành viên của đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Và em chính là người biểu diễn võ thuật kết hợp với âm nhạc. Mời bước ra sân khấu. Chúc mừng chương trình đã lừa thành công. Xin chào nhóm người bí ẩn. Thưa quý vị khán giả thân mến, màn trình diễn của chúng tôi là màn trình diễn của đội tuyển Taekwondo Việt Nam, là những người chuyên nghiệp. Thế nên các bạn trẻ ơi, mình trong đội tuyển sớm thì đừng biểu diễn theo vì nó rất nguy hiểm. Vỗ tay cho màn biểu diễn bắt đầu. Gì vậy? Là xả nhạc, xả nhạc. Thiệt luôn. Cây bóp luôn. Quý vị và các bạn thân mến, dạ từ nay về sau Trấn Thành đã có người bảo vệ. Đây là những người bạn đồng nghiệp trong xóm của tôi. Dạ đây. Quý xóm ơi, Trấn Thành có chuyện gì, có bảo vệ không? Vô đây con, ta bảo vệ xóm. Hiểu không, ta bảo vệ xóm em ơi, còn có bảo vệ em nha.
em trai, mày có nhớ cái thời mà anh dạy võ cho mày không? Lúc anh em mình còn tập trung nhau ở bên gym quận 4 rồi đó. Võ cua hay võ gì vậy anh? Hồi nãy tại sao mà 5-6 miếng mà em đá một lần mà em đá được hay gì? Dạ, cũng là do quá trình tập luyện. Thì em đã tập được đòn này khoảng trong vài tháng. Nói chung với bạn hồi nãy là chủ yếu là trình diễn, còn đá gỗ thì cũng dễ thôi. Mời anh Tài. Bây giờ tôi không đá gỗ mà đá vô mặt ông. Hay quá. Thưa quý vị, cảm ơn người bí ẩn Hứa Văn Huy đã đến với chương trình cùng các đồng đội của mình trong đội tuyển Taekwondo Việt Nam.